Đúng là ăn hạt thì sẽ rất tốt cho thai nhi. Vào con không có vào mẹ đâu, và em bé còn phát triển trí não. Nhưng không phải loại hạt nào cũng xứng đáng để cho các mẹ bầu sử dụng đâu ạ. Bởi vì em là người đã trải nghiệm gần hết các loại hạt ở trên thị trường. Và em nhận ra một điều là đầu tiên là các loại hạt hay tẩm đường vào để sấy. Đường thì sẽ không tốt một chút xíu nào hết, không chỉ cho mẹ bầu mà tất cả mọi người luôn. Thứ hai nữa là các loại hạt ở trên thị trường thường là sẽ sử dụng nhiều hạt yến mạch, và yến mạch thì thường khó ăn nên mẹ bầu lại cũng bị khó ăn luôn. Và thứ ba nữa là một số loại hạt ở trên thị trường thì hay bị hôi dầu, mùi khó chịu. Và các loại hạt mà bán ở ngoài siêu thị, đặc biệt ở trong các gói mà nhập từ Trung Quốc về ấy, thì ở trong đấy còn được sử dụng cái công nghệ sấy chiên giòn cơ, nên nó béo và nó gây, nó nhiều đường lắm. Ăn cái đấy thì em nghĩ là nó hại sức khỏe hơn là bổ cho sức khỏe của mình nha. Vậy nên là người ta hay nói là người bán thì không bao giờ nhầm, nếu có nhầm thì chỉ có người mua nhầm thôi. Vậy thì tại sao mà nên sử dụng cái granola tươi của Làng Lạc này? Bởi vì thứ nhất là hạt loại 1 tươi, chất lượng số 1 Việt Nam. Nếu như không chất lượng em đền tiền cho chị gấp 1.000 lần. Không có chuyện là hạt bị hư hay hạt loại 2 hay hạt bị hôi dầu trong đây. Thứ hai nữa là thành phần yến mạch chỉ chiếm chưa đến 1%. Đi mọ mà tìm yến mạch trong đây, đố các chị tìm được yến mạch nhé. Đó, ăn đến đít rồi đây này, nhưng mà có thấy yến mạch đâu. Thì như này nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Thứ ba nữa là ở trong này được sử dụng công nghệ khóa vitamin độc quyền để giữ lại các vitamin khoáng chất, kể cả các chị có sấy rồi. Nhưng các loại trên thị trường sẽ không giữ được nhiều vitamin khoáng chất, như granola của Làng Lạc thì sẽ sấy ở công nghệ hạ ẩm để khóa vitamin độc quyền, để làm sao giữ được nhiều nhất vitamin còn lại đây này. Và thêm một cái là không sử dụng đường, chỉ sử dụng mật ong. Mọi người nhìn thấy không? No sugar, không sử dụng đường. Mật ong thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe rất là nhiều lần. Vậy nên mẹ bầu ơi, mẹ biển biết là mẹ bầu phải chọn cái gì rồi đúng không? Đó. Ngon lắm. Ốc chó nè.